cũng mong sau này em mới gặp được cuộc sống tốt hơn. Dạ em Nghĩa xin chào cô chú anh chị. Hiện tại em đang có mặt ở Tiền Giang và hôm nay em xuống thăm lại hoàn cảnh gia đình 8 người khờ. Đặc biệt ở đây có 2 cô gái trong một gia đình bị chồng bỏ và cuộc sống gia đình rất là khó khăn. Và cả gia đình 8 người khờ hoàn cảnh rất là bi đát luôn cô chú anh chị. Nếu đầu tiên em có quay chia sẻ lên mạng thì được cô chú anh chị ủng hộ một số tiền khá khá để gửi tới gia đình. Rất mong tất cả cô, chú, anh chị em xem cho em xin một like, một bình luận, một chia sẻ để ủng hộ em ạ. Khi mà em tới nơi, đồ đạc của cả gia đình 8 người phơi nè, cô, chú, anh chị. Chào mấy chị, chào em. Chào chú. Rồi, lúc nào xuống là gia đình cũng vui vẻ gì nè. Rồi, từ bữa giờ cuộc sống sao mấy chị? Cũng vậy anh ơi. Cũng vậy là sao, kể em nghe đi. Bình thường thôi. Bình thường thôi hả? Mà chị sao? Vậy hả? Còn em sao? Cũng bình thường. Sao lúc nào em xuống cũng thấy mấy chị ẵm hai bé vậy? Tại vì bé này nó còn nhỏ nên chưa chịu đi. Còn bé kia sao? Nó sợ người lạ. À là bé kia thấy em xuống sợ hả? Nó sợ người lạ. Đâu con xuống thử coi có gì đâu sợ. Xuống đi con. Chú hiền quá, hiền. Chú rất là sợ. Chú hiền không? Hiền không em? Nhìn hiền không? Có hiền không con? Chú nhìn hiền không? Dạ. Rồi bữa nay mấy bé này rất là giỏi luôn cô chú anh chị. Chú thì mấy ngày nay sao rồi? Cũng đi đám mới về. Dạ. Mới em mới đưa về nè. Dạ. Trời ơi, thương không? Ủa con bữa con tên gì con trai? Con lớn nè, con tên gì? Con Dũng. À, còn con? Hoàng. Giỏi, con con? Vâng. À. Chị quên rồi. Thằng chị? Hồng. Dạ, Hồng. Dạ, Mỹ Hồng. Tên đẹp quá trời. Mỹ Hồng. Mỹ Hồng hả? Mây Hồng. Mây Hồng. Mây Hồng. Dạ. Mỹ Quyên. Rồi. Em là Mỹ Nhật. À, trong nhà tên toàn đẹp không à? Dạ. Trời ơi. Rồi bữa nay ăn cơm gì em thấy nổi lửa rồi kìa. Đồ ăn rất là của người cô đó. Cô mới đưa về. À. Dạ. Là bữa nay là đi đám về hả chú? Đám em rể mất. Dạ. Tại vì chồng bà cô mất á. Dạ. Cái bà đưa cho em về cho miếng đồ ăn. Dạ. Dạ. Rồi mấy nay có lặn lội mà cô bắt ốc phải không? Có chứ không. Dạ, có thì cô phải bắt ốc ăn chứ sao. Bắt ở đâu vậy? Ở trên đây nè. Vậy hả? Dạ. Chị đi bắt mỗi lần là đi đông không? Em với này hoặc là nhỏ này với này. Rồi mấy nhỏ đi không? Mấy nhỏ đi chứ nó đi theo à. Đi hả? Dạ. Trời ơi. Xíu nó bắt cho em coi được không? Dạ giờ không gọi được, lạnh lắm. Bắt là bắt giờ nào? Đó là giấc trưa mà nắng. Giờ nổi nước lạnh. Giờ nhiều quá, không có ốc. Bây giờ trưa mà. Cũng có ốc đấy nhưng mà. Bắt ở đâu? Đúng ở bên đây nè. Đây nè, tên đây nè. Kế không? Đó. Cái mưa nhỏ xíu đó hả? Tại mấy cái mưa đó. Mưa nhỏ xíu đó hả? Dạ đúng rồi. Mà có gì đâu mà bắt? Có mấy ốc đắng á, ốc nó nhỏ nhỏ gì nè. Ốc đắng nó luôn á. Bắt rồi mình về luộc. Luộc là làm món gì chị? Cái này kho xả. Dạ. Nó bên chua thôi. Dạ. Trời ơi. Thương không? Rồi từ bữa giờ chị mà cái trong xuống thăm không? Dạ em có. Có hả? Chị có không? Trong xuống hả? Trong xuống là để mà nói chuyện chơi ha. Trời chuyện chơi với vui thôi. Trời ơi. Vậy là mấy ngày nay là cuộc sống của mấy chị cũng đi mò cô bắt ốc vậy đó hả? Dạ, đó là ngày thường em cũng đi bình thường thôi. Ngày thường cũng vậy thôi à? Dạ. Tại vì sống ở quê thì là vậy thôi. Dạ. Chứ còn ở thành phố thì nó khác. Dạ. Không thôi, người ta kiếm việc gì người ta đi làm đi. Dạ, em giờ đâu có biết làm công ty như người ta đâu. Sao vậy? Em đâu đi xe được như người ta. Chứ cái hồi đó, năm 25 tuổi em bị tai nạn giao thông, em không có đi làm gì được. À. Không mà chắc chị ở nhà đi. Chị đi chổng rồi lỡ có nhiều người gặp khen chị nữa. Dạ. Nhưng mà chị nhớ nha. Dạ. Là bây giờ là chị có 2 người con rồi. Dạ. Mai mốt chị mà đi ra đường á. Dạ. Có ông nào khen chị đẹp gái là trợn mắt nhìn rồi bỏ về không? Dạ không có làm lỡ nữa đâu. Chị cũng vậy nha. Ai mà khen chị đẹp quá là chị trợn mắt lên rồi bỏ về. Giận dữ lên.
đúng không? Dạ. Do là mấy chị khờ á, rồi cũng mong là có một cái tình yêu. Khi mà chị thương người ta thì người ta lúc mà phát hiện chị mà có con á thì người ta bỏ chị. Nhiều lúc thì em cũng nghĩ là nếu mà đã lỡ làm lỡ vậy rồi thôi, chứ làm lỡ nó cũng khổ. Em biết vậy, em cũng tốt nhất là không nên làm lỡ nữa. Bây giờ em cũng mong sao sau này em mới gặp được cuộc sống tốt hơn. Chứ còn như vậy thì nhà em khổ rồi, em cũng khổ. Có khi nào khóc quá vậy chưa chị? Có nhiều khi em buồn tuổi xuất bận nghe em khóc. Tại em thấy ra ngoài thấy bao nhiêu người người ta em không được giống như người ta. Yeah. Em cũng buồn tuổi phận của mình đó. Yeah. Thì từ đó buồn lắm không? Yeah. Buồn nhưng mà trên khuôn mặt của chị lúc nào giờ vẫn nở nụ cười ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà trong lòng rất là buồn hả chị? Buồn thì đấy bụng hơn chứ giờ xa dạ. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà chị hứa với bà con cô bác là không có làm lỡ nữa nha. Dạ, em sẽ không làm lỡ nữa đâu. Dạ. Rất là thương hai mà chị em luôn á. Dạ. Hai mà chị em nè, lỡ bị làm lỡ rồi. Dạ. Nói gì nói, chị mà khờ. Nhưng mà lúc mà chị biết như vậy chị cũng buồn. Dạ. Khờ nhưng mà chị không đến nỗi là khờ quá. Dạ. Kiểu như là dễ mà tin người đó. Rồi tìm kiếm một cái tình yêu. Dạ. Để được một cái hạnh phúc gia đình. Nhưng mà trong cuộc sống không ai thì cái người đó là chỉ xem chị giống như là một cái gì đó thôi à, chứ không có yêu chị. Dạ. Rồi chị cũng tuổi thân đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi bé gái nhìn chú quá trời luôn á. Nè vuốt cái nó nè. Hèn dễ thương ghê á. Ủa bé này mấy tháng tuổi em quên chị? Dạ bé được 2 tuổi rồi anh. 2 tuổi rồi á hả? Dạ. Đặt gọi em xuống mới tuổi mấy à? Ừ, đặt gọi là nó, tại vì nó đẻ tháng 9. Dạ. À, tháng 9 đã qua rồi đó. Dạ. Nó đã được 1-2 tuổi rồi. Dạ. Chị á, thì nếu mà chị mà bình thường ha. Dạ. Rồi chị mà đi làm việc thôi rồi. Dạ. Chị đẹp lắm á. Dạ. Chị là có khuôn mặt rất là sáng giống siêu mẫu. Anh có khen em quá không em vậy? Thiệt không? Giống như siêu mẫu Việt Nam vậy đó. Em thiệt chứ không? Đó. Thiệt mà. Ủa chứ đó giờ chị không biết chị đẹp hả? Là người ta cũng nói em gì mà em không biết. Em không có nhìn được. Em nói nhưng mà em cũng xấu chứ đâu có đẹp đâu. Vậy hả? Dạ. Gì nữa em cũng là đứa thơ nhà quê mà. Không, đẹp kiểu nét quê á. Dạ. Nhưng mà chị có khuôn mặt rất là sáng thiệt tình mà. Dạ. Cái bữa em đăng clip lên nó quá trời người khen chị đẹp gái luôn. Dạ. Nhưng mà dặn dò chị á. Dạ. Là chị đừng có lỡ dạy nữa, đừng có lỡ yêu lầm nữa nha. Dạ. Ừ. Thì em cũng sẽ cố gắng chứ giờ nó bằng miệng thì em không thấy nó bằng miệng được. Dạ. Cái đó là em không nói trước được như vậy nữa. Cho nên em chỉ nói là em không làm lỡ nữa thôi. Dạ. Là mình sẽ cố gắng ha. Dạ em sẽ cố gắng. Cố gắng nuôi dạy mấy nhỏ. Dạ. Trong nhà thì không có ai học á. Dạ. Trong nhà của chị là có 8 người, từ ông ngoại tới chị tới mấy nhỏ là ai cũng khờ giống nhau luôn. Dạ. Thật sự là một gia đình lần đầu tiên em gặp luôn. Dạ. Cô chú chị, phải chi mà trong gia đình đó có một người tỉnh thì còn đỡ, mà có một người tỉnh mà nuôi 7 người khờ cũng đuối rồi, mà trong nhà thì có 8 người khờ cu mang với nhau. Dạ. Thật sự là rất là hãi hùng luôn á. Thì giờ đã biết cuộc sống vậy rồi mình vậy nữa thì mình cũng cố gắng thôi, không biết làm sao nữa. Yeah. Vậy từ hồi xưa giờ. Yeah. Là trong xóm là có ai cho gạo, cho đồ ăn thì ăn, còn không thì mấy chị đi bắt ốc một cô ăn. Như lâu á, như là mấy em của ba em đó. Dạ. Yeah. Có đâu ấy thì cho miếng đồ ăn hay là miếng gạo gì đó thôi. Dạ. Yeah. Chứ còn mấy cô cũng lo cho gia đình riêng. Dạ. Cho nên cũng có lo lo mấy tháng một lần thôi. Dạ. Chứ không có mà nhìn đến đưa hoài. Dạ. Chứ mấy cô cũng không có tiền. Dạ. Em mà cũng hiểu được. Dạ. Cái lòng của chị á, mặc dù mà lúc mà chị nói á, chị rất là vui vẻ. Dạ. Nhưng mà ở mà trong lòng chị cũng có một lúc buồn, do là chị cũng hơi khờ xíu á. Dạ. Nên là bị mà người ta dụ. Dạ. Em thì, đúng rồi, em thì cũng khờ, cũng có chăm nổi lanh lẹ như người ta. Dạ. Nhưng mà khi em cũng muốn mình giống như người ta vậy đó. Yeah. Rồi nó càng cùng chồng nuôi con. Yeah. Như người ta vậy đó. Mà em không có được như vậy.
Cho nên nhiều lúc em cũng buồn số phận mình lắm. Nhưng mà buồn thì phải chịu, chứ giờ số phận mình vậy phải chịu vậy thôi. Cái vậy em biết làm sao á. Còn chị thì mấy ngày nay sao rồi? Thì em cũng bình thường. Chị này cũng có nét đẹp của người mẫu nè. Hiểu không? Chị mà trắng lên là đẹp gái lắm á, xỏ tóc ra đẹp gái lắm. Không, cái này là các cô chú trên mạng khen chị, chứ không phải em khen nha. Em thì thấy mấy chị đẹp sẵn rồi nên là cũng không dám khen. Khen sợ mấy chị cười. Con xuống đi, mẹ có chút xíu à. Mà con đu mẹ gì sao mẹ chưa nổi. Mỗi lần mà em mà xuống là bé ra mình chị. Sợ hả? Kỳ ta. Bé này mấy tuổi rồi chị? Bé được 7 tuổi rồi. 7 tuổi mà mẹ chút xíu mà con này của chú chị. Bé với mẹ cũng nghe nghe nhau rồi đó. Trời ơi. Chị mấy nay cũng đi bắt ốc mò cua hái gào vậy đó hả? Dạ. Sống rồi lắm. Còn em mấy nay sao em thấy buồn vậy? Dạ. Em mấy nay em làm gì? Em ở nhà em ngủ nghỉ với chị em. Ở trong nhà treo đồ từ ở trong nhà đi ra tới ngoài sân đúng không hả? Chú thì mấy nay chú khỏe không? Cũng khỏe. Cũng khỏe ha. Bây giờ trong nhà mình mấy nhỏ không ai đi học, không biết tương lai mấy nhỏ làm sao nữa. Con là có muốn đi học không? Sao vậy? Thì con có muốn đi học không? Tại vì trong nhà là từ nhỏ lớn là chưa ai đi học á, nên là đối với việc học là mấy bé cũng chưa có hiểu dạ, học cái gì. Bé không có tiếp xúc với người ngoài, cái nó cũng hơi gò đó anh. Dạ. Cái nó không quen tiếp xúc với người lạ đó. Dạ. Còn bé nó như vậy đó. Dạ. Xong ở đây nó không quen rồi đó. Dạ. Với bé nó cũng như vậy đó. Dạ. Dạ. Đi học không? Thường không? Con là mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Con, dạ con 10 tuổi. Dạ 10 tuổi. Con mười mấy? 13. Dạ 13. Có 13 hả? Dạ, chưa biết chữ nào hết. Trời ơi. Thì chị có biết chữ không? Con chị. Em biết mà biết chút à, không biết chồng người ta. Vậy là trong nhà là chị là nổi bật nhất đúng không? Em chỉ em biết chữ một chút chút à. Dạ. Trong nhà thì có mỗi chị này biết chữ hả? Chị viết chữ được không? Viết cũng cái em biết em viết được, không biết em viết được. Dạ. Trời ơi. Cô chú chị nhìn nữa. Đây là cái cảnh mà 8 người khờ sống với nhau nè, ở Tiền Giang. Gia đình khờ mà đông nhất Việt Nam luôn. Thường thường á, trong nhà là 8 người hoặc 10 người mà người ta bình thường á. Còn trong nhà chỉ là 8 đến 10 người không bình thường. Thật sự mà khủng khiếp thiệt luôn á. Mà sống với nhau cô mang gì cũng hay. Cũng nhờ được cái tình thương của bà con. Nè bữa nay cho món gì vậy? Cho em tham quan được không? Dạ, chị chủ nhà đi trước đi. Nay ăn cơm món gì? Cái này là hủ quả hồng mới cho. Với nghe cho mấy hộp nè. Cá kho cái này hả? Cá xay luôn. Với canh đu đủ. À, là hôm nay là đi đám gì cho giật gì hả? Dạ đồ đám không nè. Ăn à, vậy hả? Dạ. Nói một cô đưa cho cha em về đó. Rồi cái bà đem vô trong miếng. Dạ. Hồi sáng nó bắt ốc mới về rồi, rồi kia có đồ ăn nó thả hết trơn này. Trời. Bà ngoại đi đám chưa có về. À. Cái cậu nó như gì đó đó, đi bắt ốc. Dạ. Về ăn như kho xả, không có chua vậy ăn thôi. Dạ. Cái bà cô đem chung miếng rồi. Rồi đừng thả ốc. Xong tóm gọng lại để mai người ta khỏi bắt. Thả. Trong nhà ai là người thả ốc đâu vô ta lên. Ai thả vậy? Ủa sao kỳ vậy em? Đáng lẽ em là bà ít á, em bất nhiều mấy hộ này cũng ít luôn hả? Vậy hả? Hôm nào bắt thì á là sáng ngày mình bắt ốc cực vậy rồi, lỡ mà có đồ ăn tay gọng là đi ngày mai bắt được mớ nữa, em thả luôn, phóng xanh luôn. Trời ơi, rồi cái chiều nay ăn này hết, rồi mai bắt lại, hay quá em ơi, giờ dễ thương dễ sợ luôn. Trời ơi, bé này thường ngày có được uống sữa không chị? Dạ bé nó uống sữa của em mà. Chứ chưa uống sữa bao giờ hả? Uống sữa kia bé không uống. À. Còn cái này nó uống sữa em nhỏ lắm. Dạ.
Chị cũng đút cho nướng mà nấu. Dạ. Từ bữa mà em đăng clip lên á, dạ. Chồng có về thăm không? Dạ. Cháu luôn hả? Có về thăm không? Có em bé thôi, giờ này không có. Dạ. Giờ có mình em bé thôi. Dạ. Từ bữa mà em đăng clip lên, chồng có về thăm không? Dạ. Bỏ đi luôn à? Dạ. Nhớ chồng không? Không. Không hả? Đúng mà quên luôn đi chị. Thật sự thì trong tình cảnh này là rất là tội nghiệp mấy chị luôn. Yeah. Nói mà chồng là chồng chứ không phải là chồng cô chú anh chị. Do là mấy chị này bị người ta dụ thôi chứ có cưới hỏi gì đâu. Yeah. Rồi trong nhà bữa nay có tiền không? Yeah, hết nữa hả? Hết nữa hả? Chị có tiền không? Yeah. Rồi chú còn tiền không chú? Yeah. Hết nữa hả? Trời ơi, còn gạo còn không? Cho em coi gạo được không? Đâu có gạo không? Còn rồi, gạo còn một lô ha. Ờ, ok em. Hải Hùng của chúng chị đồ đạc rồi. Trời ơi, mỗi lần em mà tới đây là thương cả gia đình mình lắm luôn á. Anh cho em hỏi nhỏ cái gì? Dạ, hỏi đi. Dạ, quê anh ở đâu anh? Quê hả? Dạ. Quê Bến Tre chị? Em tưởng anh ở với Tiền Giang chứ. Trời ơi, sao đeo mẹ suốt vậy? Chú hiền quá mà. Chị, dạ. Chị là thấy em hiền không? Chị. Thấy em có đẹp trai không? Con là thấy chú hiền không? Nói em nghe đi con. Hiền không? Chị có đúng không? Có thì xuống đi, chú đâu làm gì con đâu. Đi xuống chơi vậy. Nè đi xuống chú chơi nè, trời ơi. Nó bình thường mà. Trời ơi, tội nghiệp chị không? Mẹ có xíu mà bé đeo vậy rất là tội nghiệp luôn á. Thằng bé nó dễ, nó đeo mẹ nó vậy đó. Dạ. Đây là cái sóng chén của chị nè, cô chú anh chị. Sóng chén này là lâu lâu nhớ rửa nha chị. Dạ. Trời ơi. Cái nồi gì đây vậy mà em thấy nó đục không rồi? Cái nồi nhức canh em mới hâm rồi. Dạ. Ở trong đây cái nồi này chắc cũng cái mấy chục năm hả? Cái nồi á, khi em chùa bút vô đó hoặc cả bút lên đó. Dạ. Dạ. Tại cái này để xoay cũng đã lâu lắm rồi ạ. Dạ. Cái ca này nhớ rửa hả, uống hả chị? Cái bỏ không uống. Dạ. Ca này xài hả? Dạ, cái ca á. Mấy cái ca này là bỏ. Dạ. Dạ. Rồi trong nhà mình là bữa nay là ai là quét nhà hả chị? Dạ, quét. Chị quét hả? Dạ. Để em gọi vòng cho bà con xem. Mà em quét rồi mấy đứa nhỏ lớp 6 nữa. Dạ. Tại vì trong nhà có con nít nhiều quá. Dạ. Chị thì cũng khờ, nói chung là cả gia đình đều khờ nên là cũng không có thể nào sạch rồi khẽ được đúng không? Nhưng mà mỗi lần xuống đây nhìn mấy chị thấy tội nghiệp mấy chị nhưng mà lúc nào cũng vui vẻ hết trơn. Chị biết là hôm nay em mà xuống đây làm gì không? Em thấy chị nuôi bé cực quá, em định xin đứa chị cho không? Dạ, em cho đâu. Sao vậy? Em nuôi à. Em mua luôn đó. Em cho đâu. Mua 100 triệu. Em kêu đồ con em à. Mua 1 tỷ bán không? Không. Thiệt á? Thiệt mà không bán thiệt mà. Tỷ nhiều lắm á. Mua 1 tỷ xây nhà luôn. Rồi, em cần con em à. Vậy hả? Thương vậy. Chị dù khờ nhưng mà cái tình cảm của chị lúc nào cũng thương con. Dạ. Không bán đúng không? Dạ. Không bán đúng không? Dạ, không bán thiệt mà. Dạ, điện qua mua đây à. Dạ. Chị ơi. Dạ. Cái hôm bữa là em có muốn mua bé mà chị không bán. Hôm nay em lại đây thì em thấy hoàn cảnh mình khó khăn hơn nữa rồi. Dạ. Giờ mua bán không? Dạ. Mua 1 tỷ. Dạ, bán được. Sao vậy? Con vậy hả? Dạ. Thương không? Dù khó khăn cỡ nào nhưng mà chị vẫn chăm sóc con ha. Dạ. Không giờ bán ha. Dạ. Nuôi là nuôi tới cùng luôn. Dạ. Thương quá chứ anh chị ơi. Nhưng mà giờ là em thấy trong nhà mình là mấy bé không đi học rồi mà bé này mai mốt chị có cho đi học không? Dạ, nếu tới đó em được thì em cho bé đi học, còn không được bé cũng đưa bé kia đâu. Bây giờ em biết làm sao giờ. Dạ. Nhưng mà chị phải làm gì để có tiền lo con đi học chứ?
có suy nghĩ làm gì chưa? Em cũng cố lắm. Làm gì? Ví dụ như người ta làm được cái gì đó em làm chẳng hạn như là em làm cái gì được chứ như khả năng của em. Dạ. Chứ em là như người ta thì em có làm được như người ta. Dạ. Vậy là mình sẽ cố gắng đúng không? Dạ, dạ. Em cố gắng. Dạ. Tại vì em hỏi thử xem là chị như thế nào á. Em biết là chị khờ vậy rồi chị đi làm cũng khó nữa. Dạ. Làm rồi lỡ bị người ta dụ chứ hai nó chị khờ đi làm khó lắm chị ơi. Dạ. Rất là thương hoàn cảnh luôn á. Em thấy là trong nhà mình nó là ai cũng đẹp hết trơn mà không biết nhà mình có ai rồi có năng khiếu ca nhạc không ta ha? Ai biết hát không? Hát hả? Có ai có giọng hát hay không? Giọng hát ca cổ ca lương rồi hay ca nhạc rồi chị biết hát không? Dạ không biết lắm nha. Không biết hả? Thiệt mà. Chị biết hát không? Dạ. Đừng nói em biết hát nha. Biết không? Ra hát nghe thử coi. Không quên rồi. Có biết hát không thiệt chứ? Chị... Em biết hát không ạ? Biết không? Không hả? Dạ. Chị biết hát không? Dạ. Con biết hát không? Không. Trời ơi tội nghiệp ghê. Nè, để em sẽ quay chậm lại cho cô chú chị xem là 8 người có khuôn mặt giống như trang nhau luôn á. Nè, mình rất là thương luôn. Rất thương ngoại. Ông ngoại giờ lớn tuổi rồi, giờ là phải ở nhà là đi làm để mà nuôi 7 người còn lại. 7 người còn lại thì mỗi ngày sẽ đi bắt ốc, hái rau, mò cua. Trời ơi, thương quá vậy. Hôm nay em xuống rồi. Chị thấy trong lòng thì sao? Em rất là mừng. Mừng sao chị? Mừng vì anh đến đây. Ừ. Đến đây nói chuyện ha? Dạ. Vậy cũng mừng rồi hả? Dạ. Ủa nhưng mà trong nhà mình từ đó giờ có ai tới không? Dạ. Không hả? Là 8 người sống nhà vậy thôi à? Dạ. Nhưng mà... À, nhưng mà nãy nghe em mà đi ở ngoài sao không thấy trong nhà vui vậy? Nhưng mà từ giỡn nó giỡn. Giỡn vậy hả? Giỡn rồi tới quầy làng nghe luôn á. Dạ, nó giỡn nó chạy thì tùm lum nó chơi. Vậy hả? Dạ. Chạy đây hướng trần sáo chơi. À, con biết hát không? Dạ không. Trời ơi, còn con? Dạ. Trời ơi, kỳ vậy. Có năng khiếu quá không biết hát á hả? Này con nhìn mặt thẳng nha, chứ chụp cho anh tắm nè. Thương cái vậy? Ừ, con không biết hát luôn. Em không biết hát luôn. Hả? Anh nói gì vậy hồi đó em. Rồi giờ là em mà xin là không không cho. Mua con không bán luôn. Chờ đúng không? Rồi trong đây là con nè, con có muốn theo mà chú về chú nuôi không? Con muốn không? Không. Nhưng mà con ở đây khổ quá sao sống? Sống được không? Được. Rồi con ở đây con làm cái gì để mà con có đồ ăn? Không. Rồi con có làm gì không? Không. Con con? Không. Trời ơi. Bà bé trả lời không muốn chân cô chú anh chị. Rất là thương luôn á. Trong nhà mình là bây giờ là không ai còn tiền hết luôn. Chú là người giữ tiền. Dạ đúng rồi. Dạ. Rồi tiền bà không cho đâu hết rồi. Dạ mua gạo ăn hả anh? Mua gạo ăn ha. Dạ. Dạ mua gạo thêm ăn với anh. À. Dạ. Mua gạo rồi để chứ em nấu tiền điện này kia thôi. Dạ. Chứ em đâu có sợi bạ gì đâu. Dạ. Trong nhà là sẽ mua là lần ăn lưu vậy ha. Dạ ăn cho là mua nhiều lần. À mua. Nên là mưa lần vậy vậy á, cái bỏ vô nhiều mới nhiều lắm. À. Em đó vậy đó. Nhiều lần đó anh. À là mà từng đi mua lần rồi bỏ nhiều lần thì nó sẽ lên. Dạ, ăn sắp hết, ngày còn vô đây nó hết. À. Cái mưa đổ vô được từ cái nhiều lắm. Dạ. Trời ơi. Chứ gia đình của em á cũng khổ vậy đó cho nên á. À, mua gạo rồi để dành chứ nếu không có tiền không có tiền mua gạo ăn. Dạ, yeah. Trong nhà mình từ hồi xưa giờ có khi nào hết gạo chưa? Dạ có, có bữa hết gạo không biết làm sao luôn á. Rồi lúc đó sao? Lúc đó có ai chạy đi mua gạo không? Em mất tiền anh thương tình luôn. Chứ hồi lúc đó em mới đi mượn tiền người ta mua gạo ăn á. Dạ hả? Dạ. Trời ơi. Em ăn nỉ người ta mượn rồi khi có tiền trả. Dạ. Em thì thương á. Dạ, thương vậy? Dạ. Cười. Hôm nay xuống thì lúc nào em xuống là lúc nào em xuống là trong nhà mình cũng vui vẻ vậy chứ. Dạ. Rồi vậy là trong nhà mình xưa giờ lúc nào cũng vui vẻ vậy ha. Dạ. À, dù nghèo khó nhưng mà trong nhà lúc nào cũng rong rã tiếng cười ha. Dạ. Cười hoài đó. Vậy đó. Chị cười nó đi.
Rất thương luôn cô chú anh chị. Anh cho em hỏi nhỏ là phải anh làm bên đài truyền hình không? Không chị. Không mà. Vậy anh làm gì? Cho em làm. Em làm trên đài TV chị. Chứ làm cái gì nữa, không chịu. Chứ em nào không chịu. Cái gì nữa, không chịu. Dạ chú ơi, chị ơi, thì hôm nay em xuống á, thì em cũng nhận được một số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho gia đình mình để có tiền mua gạo, mua đồ ăn á. Dạ. Dạ. Trước khi mà trao tiền thì em cũng xin phép và đọc tên của các Mạnh Thường Quân ủng hộ cho mình nha. Có chị Châu Tiết Sang là ủng hộ mình là 5 triệu. Chị Ho Phạm là 1 triệu, cô Mai ở Mỹ 2 triệu, tổng cộng là gửi cho mình là 8 triệu à. Dạ. Yeah. Thì số tiền này thì không biết là trong nhà mình bữa nay ai là người tỉnh nhất à? Dạ, em. Không phải em dần, em là không phải dần đâu. Dạ. Là ai dần. Chị hai chú ha, để mà giữ giữ điều qua. Dạ. Hai chú ha. Trời ơi, công nhận hay thiệt luôn á cô chú chị. Cái bữa thì chú tỉnh nhất, bữa nay không phải lại là chị này tỉnh nhất. Ý chị em nói là ý chị em nói là ai giữ cũng được mà. Dạ. Dạ. Không phải là cái gì. Ý là trong nhà mình ai giữ cũng được. Dạ. Nhưng mà người để mà giữ được tiền là chị với chú. Dạ, là người rồi. Người giữ được tiền và người đi chợ là chị luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Vậy là chị có tiền năng đúng không? Em chỉ biết sao thôi mà em đâu có biết như người ta đâu. Dạ. Dạ. Bây giờ chia làm hai ha, cho vui ha chú. Dạ. Trời ơi, bất ngờ quá cô chú anh chị. Hôm bữa thì chú 8 triệu, bây giờ em gửi nha. Dạ. 1 triệu. Dạ. Chú ơi, chú đứng dậy con gửi cho chú luôn nè. Dạ, 2 dạ. triệu. Dạ. Chú 1 triệu. 2 triệu để có một người có tiền lẻ ha. Dạ. 3 triệu. Dạ. Đó. Chia đều đều ra để có tiền lẻ tiền chẵn. 3 triệu. Chú 3 triệu rưỡi. Chị cũng 3 triệu rưỡi. Dạ. Rồi chú là 4 triệu. Chị đây là 500 ngàn đó, 4 triệu ha. Dạ. Đây là tấm lòng của Mạnh Thường Quân gửi dạ. tới cho mình à. Rồi chị có lời nào gửi tới Mạnh Thường dạ. Quân không? Em xin cảm ơn Mạnh Thường Quân của chú anh chị chân tình đã mở cho em. Với dạ. em cảm ơn anh luôn. Dạ. Dạ. Em còn biết ơn của chú anh chị đã cho em. Dạ, mừng quá hả? Giúp dạ. em vượt qua những cái khó khăn. Dạ. dạ. Rồi chú có muốn nói gì không chú? Còn nói rồi, đây đã biết cái gì. Dạ, mừng quá ha. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cảm ơn Mạnh Thường Quân đi. Cho em cái cảm ơn Mạnh Thường Quân. Rồi. Dạ chú cái không nói chuyện ha. Dạ, dạ chú ngồi. Thay mặt ba em nói với Mạnh Thường Quân là cảm ơn Mạnh Thường Quân. Dạ. Hôm nay thì thấy cả gia đình nhận được dạ. số tiền này thì cũng chắc cũng là khá là lớn đúng không chị? Dạ lớn, vì cho đến gia đình em nhiều. Cái này là lần đầu tiên đúng không? Ủa lần đầu tiên nữa hả? Dạ. Em nói thiệt với anh lần đầu tiên có sự lớn gì luôn hả? Hồi đó giờ em chưa bao giờ được tiền hết trơn á. Nãy giờ thấy chị có biết giữ tiền không? Dạ. Không biết giữ tiền luôn hả? Dạ ơi. Rồi giữ tiền này mua gạo đồ ăn nha chị. Dạ. Rồi coi hỏi mấy nhỏ có ai thèm sữa không? Có ai mà thích uống sữa không? Rồi dạ. nói mẹ mua trích một ít tiền mua người một hộp sữa uống cho vui nha. Dạ. Rồi có dịp nào đó thì chú rảnh á, chú xuống rồi chú mua sữa rồi chú chở cho anh Thùng uống ha. Dạ. Tại vì hôm nay chú đi chú cũng lu bu quá chú cũng quên ha. Này chắc anh cũng đi đây đó hả? Dạ, em cũng đi nhiều nơi ấy chị. Dạ, đi các miền nước. Đúng rồi. Phải không? Dạ. Chỉ ngày nào anh mới trực lên đài truyền hình. Dạ. Ngày nào anh trực nên là tình hình. Ngày nào cũng trực á. Dạ, ngày nào cũng trực nên là tình hình. Không phải, ngày nào cũng làm á. Dạ. Tại vì em thấy mấy người làm bên truyền hình á, làm quanh năm suốt tháng không có nghỉ. Dạ, là cũng chiều rồi. Dạ. Thì em cũng xin phép làm về. Con mà cũng xin phép chú con về chú. Ăn chúc gia đình mình là sức khỏe nha. Trước khi em về á, là các chị là hứa với ông bà là các chị là sẽ không có làm lỡ nữa nha. Dạ em không thể nào nói trước bằng lời nhưng mà em sẽ cố gắng sức mình để không làm lỡ nữa. Dạ. Nói bằng lời sợ em làm không được. Dạ nhưng mà phải làm được nha. Nhưng mà nè. Chị nói là em không làm lỡ nữa thôi. Nè chị gái bước lên nè, mời chị gái này hứa ngon lành luôn nè. Dạ. Chị hứa là không làm lỡ được không?
À, chắc chắn không chị? Chắc chắn không? Thấy chưa? Thấy em chưa? Quá giỏi. Chị chưa làm được hả? Chị nhát hơn em. Bây giờ không phải đâu anh, mà ý em muốn nói á. Chứ là mình làm được, giống bây giờ là mình nói như vậy người ta mới tin đúng không? Càng nói là gì thì ta đâu có tin đâu. Đúng không? Dạ dạ. Dạ thì một lần nữa em nghĩ cũng phép là khép lại video tại đây. Em chúc tất cả cô chú anh chị được nhiều sức khỏe. Em cảm ơn tất cả cô chú anh chị, cảm ơn các mạnh thường quân đã luôn đồng hành cùng em để em có thể làm cầu nối, chia sẻ tới những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống. Rất cần được bà con cô bác ủng hộ để san sẻ một phần nào đó giúp gia đình có một cái niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống này. Em chân thành cảm ơn ạ. À.